Nhàn ơi, chưa ông Hải, Hải không lấy cái này à? Hải không lấy cái này à? Nhỏ nhỏ xinh này mà không lấy. Thế đấy. Thế của bác đây à? Con đi xăm ca này để lấy bao nhiêu? Con lấy 1.800.000. Đâu mà dáng nó hơi nghịch, nó nghịch là nó nghịch. Ừ, dáng nó hơi độc, nó phải khác kiểu nghịch cỡ. Nhìn không giống cây nào đâu. Giống cây nào, kể cả làm đỉnh ở ngay cái đoạn này cũng được. Lâu quá phiên hôm nay lên bảo sao không họp chợ mà có vít công an chắc nó dẹp đường kia rồi. Chuẩn bị nó cách ly đến nơi rồi. Bất làm ăn, cách ly đợt 2. Đợt 2 chắc chắn đợt 2, đợt này hôm qua là tính có 89 người. Nhưng mà nó liên quan vào 250 người từ cả lội ăn uống ở trong Đà Nẵng. Có 250 người nó chưa tìm ra hết. Ông, cây này là bao nhiêu nhỉ ông nhỉ? 200. Bây giờ nó bung lên thì nó cái chậu là chậu hay. Cổ nó ốm. Lạ đấy nhỉ. Ốm nhưng mà chậu kia sẽ mang đâu ốm. Ốm xứ đấy. Anh làm hàng anh mua của ta, người ta cắt mất cái cấu này. Cắt phần này nó có yếu đẹp. Đâu mà giờ này không có vào ông Thức có cây gì hay hay. Xem ông Thức em có cây gì hay hay không? Ông Thức ấy. Đây là cắt thịt quá. Ý em đang nói. Nó cục lên nó nổi ra như này. Trồng họ từ kia lên nó đẹp. Ồ đây. Đấy. Làm thế nào cho nó nở cái chỗ này ra này ông này. Dí một viên đá vào đây nữa. Miếng thôi. Cho nó bè chỗ này ra. Nó cứ đầy chỗ này lại. Đấy. Bé xíu hòn đá ong đấy, nước mẹ thả nước đấy, chậu rất hay. Cái này thả ăn thả nước nước mẹ là đá mỏng xưa các bạn là nó mọc nó úp úp lên như này nè. Ừ, nó đá mỏng dính mà chậu đẹp này. Đấy thì mình phải cho lên cái gì nó mỏng nó nổi đấy. Cái phủ đấy, cái nổi cái hòn đá lên. Lên. Ừ. Tại vì cái này nó lùn quá. Ừ. Cái chậu này nó lại nuốt. Chậu này thì đẹp, để chơi không được. Chậu đẹp rồi. Đó. Hả? Đâu có tiền đâu mà lấy. Thế nó bán rẻ cho mày chứ, chú chồng với nhau mày mà chơi mày thả nước mày giả cho chậu nhá. Anh ăn hết cả chậu. Ta có tiền đâu mà lấy. Lấy đi. Tiền này không thì mai đi. Để cho quay xem có ai thích không người mà người ta lấy. Nếu không thì cháu lại sang. Đấy, cái này bao nhiêu bác? Cô quá. Kinh nhỉ. Cái này bao nhiêu đây bác? 1.500.000. À, cũng của ông đây đúng không? Quá, sắp ngất đến nơi. Quay đội cái tường vi kia của ông à? Ừ. Đấy, tường vi thì bao nhiêu? Tường vi là 3 triệu. 3 triệu. Đấy, rượu đà chưa? Trắng một đỏ. Đỏ. Đó. Cái này thì bao nhiêu ông? Đấy, cái dễ buông đẹp quá rồi. 3 triệu. Rất quái, vô một đá kìa. Thêm cái này chưa? Đấy. Một cây của ông Nhạn. Bán được cây nào chưa? Anh à? Xem cái tường vi kỹ đi. Ngồi em cây đây. Cây này cũng dị đấy, tường vi này cũng dị đấy. Dị. Đấy, để mặt này ra quận. Cái này xong rồi khoảng tháng 8 nó cắt đẹp lắm kìa này. Đây chi nó mọc thêm.
Đấy, cây dị, bé là dị. Và có cấm đấy. Đấy, có những hàng ngày bán này không sợ. Chà, nắng, nắng sợ quá. Vào đây rồi. Chú ẩn đi. Có nhưng mà đấy lười. Sức khỏe thì kém nhưng mà lười. Đấy, ví dụ cái này là bao nhiêu bác? Đấy, 100.000. Đấy, 100.000, 3 thân, 3 củ đấy. Nó là bạn Quế. Quế. Hay nhỉ. 100.000. Ba củ, cái này cũng thế. Đây, 150.000. Củ to hơn. 5 củ đấy. 5 củ, đây còn 2 củ chưa tỏi đấy. Cái mưa là mọc hết. Bạn Quế. Bạn Quế. Cái chậu này hay, chậu lạ, chậu lạ. Để đi sạch để đốt trong nhà kìa. Hoa văn tinh xảo. Ok, rồi. Đây, hàng này là của ông kia đúng không? Hàng đẹp quá. Cái xi này bao nhiêu tiền đấy bác? 25 triệu. 25. Những con này con đồ đá 12. Dòng này là dòng có quả đấy. Quả. Đúng rồi, đỏ. Đỏ. Đẹp quá. Được. Nay có thế này thôi. Hai hàng này. Cửa xe. Hàng kia nó cũng rồi, không đi được. Đảo đi, đi khoảng đảo. Cái này thôi. Đấy, còn củ này thì bao nhiêu á? Cái nào ấy? Đấy. Cái này 14. 14 được ấy. 14 được đấy. Bạn này được đến nửa rồi đấy. Nhưng mà phôi quay hơi khó nhưng mà được đấy. Cái mùa này thì không dám cắp trụ. Ừ. Cháy ngay. Cắp trụ thì quay nó đẹp hơn. Đúng rồi. Có tí lá chè cho tốt. Cháy, cháy chết. Như chỗ này là phải để ngay cái miếng ấy mà. Không đi thì nhớ chợ. Đây, cây đẹp đấy các bạn. Cây đẹp. Bật lên sau rất ok đấy, nhưng mà phải nguôi, nhưng nó là cây đẹp.
ngất ngất. Xi này thì chắc rẻ hơn. Cứ rẻ là con đấy căng bao nhiêu? 16. Trong đá hay cái gì ở dưới? Đó. Ở dưới có đá hay cái gì? Không, có vậy đấy. 16 rồi. Ok mày, đi lấy cái mũ vậy, nắng quá, không chịu được. À, ông kia ông ấy mua cái bể kia, nặng nề quá nhỉ. Nhìn nặng nề quá nhỉ. Cái bể, mua hai cái bể. Còng bó lưng. Kết thúc video ở cây này, đẹp. Con đấy là trời sương đấy. Sạch sẽ, mịn dần rồi đấy. Chuẩn bị mịn màng rồi.